Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tạo dựng được thương hiệu của nhiều sản phẩm nông nghiệp. Bắc Ninh đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất. Thái Bình phát triển nhà ở xã hội. Tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, nghề mộc ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên được các hộ dân duy trì và phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã An Viên hiện có 60 hộ làm nghề, tập trung nhiều ở hai thôn Nội Thượng và Nội Mai. Chủ yếu các hộ phát triển nghề mộc dân dụng với những đồ dùng bằng gỗ thiết yếu như bàn ghế, tủ thờ, cuốn thư, hoành phi, câu đối. Bên cạnh thị trường trong và ngoài tỉnh, nhiều hộ còn sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, các đồ vật trang trí bằng gỗ để xuất khẩu sang các nước châu Âu với giá thành cao. Một số hộ làm nghề với quy mô lớn như gia đình ông Lê Văn Vĩ, Trần Văn Nhật, Trần Văn Cung. Hiện nay nghề mộc ở đây tạo việc làm thường xuyên cho gần 300 lao động địa phương và một số xã lân cận với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, nhiều hội viên nông dân ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tạo dựng được thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Cơ sở trồng nấm của gia đình anh Hoàng Tiến Đạt ở phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, diện tích khoảng 1.000 m2, mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 100 đến 150 kg nấm sò. Mỗi tháng đạt doanh thu hơn 30 triệu đồng. Thời điểm mới bắt tay vào trồng nấm, anh Đạt gặp không ít khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm do chưa khẳng định được nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Sau quá trình tìm tòi, thử nghiệm và được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, từ tháng 1 năm 2019, anh Đạt thực hiện việc dán tem truy xuất nguồn gốc cho cây nấm. Với chiếc tem truy xuất nguồn gốc này, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh kết nối Internet, người tiêu dùng có thể kiểm tra toàn bộ xuất xứ, chất lượng sản phẩm, thông tin về lịch canh tác, thu hoạch, sơ chế đóng gói, vận chuyển và hạn sử dụng. Làm được cái truy xuất nguồn gốc này là cũng Hội Nông dân đã hỗ trợ cũng về cái phần giới thiệu và tìm cái nơi để làm cái truy xuất nguồn gốc là cũng từ năm 2018. Thì đến đầu năm 2019 là cái sản phẩm của em đã được ra đời và đã có được dán tem dán mác đầy đủ. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng được ông Trần Đình ở thôn Giang Thượng, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh quan tâm. Trang trại chuyên canh tác thủy sản của ông Đình diện tích hơn 5 hectare và 60 lồng bè nuôi cá trên sông được đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển nghề nuôi thủy sản. Mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 500 đến 400 tấn cá các loại, doanh thu hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chủ yếu là các tỉnh, thành phố lân cận. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc sẽ giúp ông có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Tôi thấy khách hàng của tôi bây giờ người ta càng đặt niềm tin trước cái đã niềm tin về tôi rồi, về mình làm cái quy trình sạch, cái sản phẩm sạch. Nhưng bây giờ mà từ ngày có Việt Gáp này, làm được cái Việt Gáp được khẳng định nha, mình có thương hiệu rồi, mình làm truy xuất nguồn gốc thì người ta càng yên tâm hơn. Những khách hàng mà những người ta đã ăn cá nhà mình thì bây giờ người ta vẫn tìm đến, người vẫn mua. Dán tem truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu tập thể đang là xu hướng tất yếu được nhiều hội viên nông dân nói riêng và các chủ cơ sở sản xuất nói chung quan tâm, bởi đây là hướng đi tạo sự phát triển bền vững, mang lại giá trị cao cho các mặt hàng nông sản. Chủ trương khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi an toàn sinh học đang ngày càng được nhân rộng. Đồng thời, nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất cung ứng thực phẩm sạch đã tổ chức liên kết sản xuất với các tổ hợp tác xã theo tiêu chuẩn Việt Gáp để cho ra những sản phẩm an toàn chất lượng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Bắc Ninh. Hợp tác xã rau sạch Hoàng Gia, xã Bình Dương, huyện Gia Bình là đơn vị cung cấp các sản phẩm rau cho nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng cung ứng rau cho 18 đơn vị doanh nghiệp với khối lượng rau khoảng 1,5 tấn mỗi ngày. Số rau này chủ yếu phục vụ các bếp ăn trong trường học và bếp ăn khu công nghiệp. Các sản phẩm trồng tại hợp tác xã đều được trồng và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Từ nguồn nước, mẫu đất đều được lấy mẫu kiểm tra phân tích xét nghiệm thường xuyên. Quá trình chăm sóc, chế độ dinh dưỡng cho rau đều được thực hiện đúng tỷ lệ và đảm bảo thời gian cách ly trước khi rau được thu hoạch. Bên cơ sở nhà mình là sản xuất theo chuỗi an toàn với điều kiện là kể cả phân, do giống, tất cả đều phải đảm bảo tuyệt đối, có quy trình sản xuất và tất cả được kiểm soát bằng camera và theo dõi hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ. Như đảm bảo để an toàn thì bên mình là camera quay là liên tục 24/24, nhưng nhà mình kiểm soát, một ngày kiểm soát, kiểm tra trên camera và trên đồng ruộng là
4 lần trên một ngày. Và thậm chí kể cả nước mưa, nhà mình cũng phải kiểm soát và dùng mẫu nước mưa tép mẫu hàng ngày để kiểm soát về chất lượng, về không khí và môi trường. Tại trang trại chăn nuôi gà thương phẩm của hộ ông Đoàn Đắc Hưng, thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, trong suốt thời gian chăn nuôi, mọi thông tin từ thời gian nhập đàn, nhỏ vaccine, tiêm phòng, chuyển đổi dinh dưỡng cho từng lứa gà suốt 6 tháng chăn nuôi đều được chủ hộ ghi nhật ký rõ ràng, thông tin chính xác. Đặc biệt suốt quá trình chăm sóc, đơn vị liên kết sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi của chủ hộ, đồng thời cũng đưa ra quy trình, điều kiện chăn nuôi, những yêu cầu cần thiết để đảm bảo sản phẩm khi xuất bán phải đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Công ty cũng có về kiểm tra coi như là giám sát, là cũng thỉnh thoảng hay xuống. Đấy, gia đình làm theo đúng quy trình nhé, nuôi lấng vệ sinh chuồng trại rồi nói chung khoa học kỹ thuật là áp dụng theo đúng khoa học kỹ thuật. Trước khi xuất chuồng, chuẩn bị xuất chuồng là phải dừng thuốc tất cả. Đấy, không cho uống loại thuốc gì khác. Thời gian khoảng độ 25 ngày thì là gia đình mới cho xuất ra thị trường. Đấy, đảm bảo con gà sạch. Với mục tiêu phấn đấu Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các hộ dân ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tại các địa phương trong tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất rau an toàn, các trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ sinh học hay những vùng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều chủ doanh nghiệp, chủ trang trại hay những dự án khởi nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà kính hiện đại. Đây là những địa chỉ tin cậy cung cấp thực phẩm, nông sản cho các bếp ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt thông qua các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã hình thành được các chuỗi liên kết thực phẩm sạch trong sản xuất nông nghiệp. Dù còn hơn một tháng nữa mới vào cao điểm mùa hè, nhưng lượng khách tìm hiểu thông tin đặt tour du lịch nghỉ mát tại các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tăng đáng kể so với năm 2018. Đây được xem là tín hiệu vui, dự báo hoạt động kinh doanh lữ hành sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, từ năm 2018 trở lại đây, hoạt động lữ hành trên địa bàn của tỉnh Hà Nam đã có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có trên 20 đơn vị kinh doanh lữ hành với khoảng gần 100 đầu xe các loại. Năm 2018, doanh thu từ kinh doanh lữ hành đạt 21,7 tỷ đồng, tăng trên 10% so với năm 2017. Riêng quý 1 năm 2019, doanh thu từ dịch vụ lữ hành đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Để nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thường xuyên có văn bản đôn đốc hướng dẫn nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành nâng cao chất lượng phục vụ. Hàng năm, Sở đều tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên lữ hành, tổ chức các hội nghị giới thiệu điểm đến và hỗ trợ đơn vị kinh doanh lữ hành tiến hành khảo sát, xây dựng tour tuyến du lịch, phục vụ khách tham quan. Để đẩy mạnh phát triển du lịch nói chung, lĩnh vực lữ hành nói riêng, thời gian tới Hà Nam sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, hình ảnh du lịch nhằm cung cấp đầy đủ chất lượng thông tin cần thiết về du lịch của tỉnh đến du khách trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình là một trong những tỉnh phát triển mạnh về nhà ở xã hội. Hiện nay, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh Thái Bình đạt 25m² trên một người, cao hơn bình quân của cả nước. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp đã hoàn thành với trên 1.500 căn hộ, diện tích sàn gần 86.000m². Để phát triển nhà ở và đáp ứng nhu cầu của người dân, ngành xây dựng Thái Bình triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ và huy động các nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, nhất là khu vực đô thị, khu công nghiệp, tạo thói quen ở chung cư đối với người dân đô thị nhằm tiết kiệm quỹ đất, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt trên 33m² sàn một người. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh vừa qua, đề tài nghiên cứu về thực trạng và biện pháp xử lý stress trong học tập của học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Tiên Lữ của hai em Huỳnh Ngọc Mai và Nguyễn Thị Tiêu Anh, lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên đã đạt giải nhì lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Đây là dự án được hai em ấp ủ thực hiện với nhiều quyết tâm và nỗ lực để hoàn thành.
Là học sinh cuối cấp, Huỳnh Ngọc Mai và Nguyễn Thị Diệu Anh đều đang tập trung trao dồi kiến thức để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang đến gần, kỳ thi mang yếu tố quan trọng để các em có điều kiện hoàn thành ước mơ của mình. Tuy nhiên, trước những áp lực về điểm số, thành tích, kiến thức khổng lồ, dễ dẫn đến trạng thái stress trong các em, từ đó trưởng nhóm Huỳnh Ngọc Mai đã hình thành ý tưởng đi sâu vào thực trạng và tìm ra những giải pháp cải thiện những stress của học sinh cuối cấp. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, em nghĩ là người học sinh thì phải chịu rất là nhiều chiều tác động. Thứ nhất là người học sinh sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ phải chịu những áp lực rất là nặng nề từ gia đình, từ xã hội. Cái sự nảy sinh trạng thái stress là điều vô cùng tất yếu. Và đôi khi stress ở mức quá tiêu cực thì có thể khiến cho người học sinh cảm thấy là chán nản và mệt mỏi, và thậm chí là sẵn sàng cái tâm lý là buông xuôi tất cả mọi thứ. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phùng Thị Bính, giáo viên bộ môn lịch sử của nhà trường, hai em bắt tay vào quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài từ tháng 9 năm 2018. Các em chia sẻ, stress là tình trạng căng thẳng thể hiện mối tương tác giữa tác nhân công kích và phản ứng của cơ thể xuất hiện khi áp lực vượt quá khả năng thông thường để đối phó của bộ não. Thực trạng nghiên cứu tại khối 12, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ cho thấy mức độ stress ảnh hưởng ở các em dưới các mức độ khác nhau, biểu hiện thông qua cơ thể, trí tuệ, cảm xúc hay hành vi. Cải thiện thực trạng đó, hai em đã đề ra những nhóm giải pháp cụ thể như chủ động làm chủ cảm xúc của bản thân, quản lý được căng thẳng của mình, bồi dưỡng và rèn luyện cơ thể để có sức khỏe tốt, tăng cường tham gia các hoạt động tập thể. Cũng rất là bất ngờ trước cái ý tưởng của các em, một cái ý tưởng mà xuất phát từ chính cái thực tiễn cuộc sống cũng như là cái quá trình học tập của các em. Và cái ý tưởng này nó có cái ý nghĩa thực tiễn và nó có khả năng mở rộng, không chỉ ứng dụng cho học sinh khối 12 cũng như các cấp học khác. Thậm chí là những cái giải pháp mà các em đề xuất ra ấy, nó còn có khả năng ứng dụng ở trong những cái nhóm người khác nhau chứ không chỉ là học sinh. Đề tài nghiên cứu của hai em không chỉ dừng lại ở nghiên cứu khoa học mà còn mang lại niềm vui cho các bạn học sinh khi được chia sẻ lắng nghe, từ đó biến stress trở thành động lực để các em phấn chấn cố gắng nhiều hơn trong học tập và cuộc sống. Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là chủ đề của Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2019. Theo đó, ngoài việc tổ chức các buổi tọa đàm nói chuyện chuyên đề, hội nghị hội thảo trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thành lập 3 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 6 huyện thành phố theo kế hoạch. Tập trung truyền tải các thông điệp, sử dụng thực phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe toàn dân, đến giống nòi. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Không sử dụng cồn công nghiệp để pha vào sản xuất rượu cho người tiêu dùng. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Cùng với công tác tuyên truyền, việc hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cũng được quan tâm nhằm đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cho người dân. Hiện tại, các doanh nghiệp của tỉnh đã xây dựng, phát triển được 23 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, hiện có 19 trường mầm non và 2 trường tiểu học thực hiện nuôi ăn bán trú cho học sinh và 42 bếp ăn tập thể. Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục đã chỉ đạo các trường có nuôi ăn bán trú trong huyện thực hiện nghiêm túc văn bản của ngành về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, các trường có bếp ăn tập thể phải đảm bảo nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, ký kết hợp đồng ràng buộc trách nhiệm với các đơn vị cung cấp, có lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ. Đội ngũ nhân viên làm bếp, cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và được khám sức khỏe định kỳ. Đưa kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm lồng ghép trong các buổi học, các cuộc thi nấu ăn, treo tranh ảnh áp phích về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bảng tin, góc tuyên truyền của nhà trường để phụ huynh học sinh cùng có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Đến nay hầu hết các bếp ăn trong trường học trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng theo quy trình một chiều. Dụng cụ chế biến nấu nướng được trang bị tương đối đầy đủ, đáp ứng với yêu cầu quy mô sử dụng. Người trực tiếp chế biến thực phẩm có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Các trường đã có hợp đồng mua bán thực phẩm với cơ sở cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm sau khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, quan họ ngày càng chứng minh sức sống mãnh liệt từ những làng quan họ gốc cho tới những câu lạc bộ hay những không gian diễn sướng quan họ. Cùng với nhiều hoạt động bảo tồn,
phát huy giá trị văn hóa quan họ, việc đưa dân ca quan họ vào trường học được duy trì gần 10 năm nay, đã trở thành tờ học yêu thích của nhiều thế hệ học sinh vùng quê Bắc Ninh, Kinh Bắc. Đều đặn hàng tháng, trường tiểu học Võ Cường 2 lại được đón nghệ nhân Tạ Thị Hình cùng hai học trò của bà đến dạy hát miễn phí cho câu lạc bộ quan họ của trường. Với thâm niên 50 năm truyền dạy, đến nay, bà Hình đã dìu dắt hàng nghìn học trò trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ dạy cách hát, các nghệ nhân còn tập trung rèn luyện cho các em nhỏ những kỹ năng biểu diễn trên sân khấu. Tháng 8 buổi đi dạy tối cho các cháu học sinh, là tôi thấy các anh quan tâm nhất là các đồng chí ở trên tỉnh chuyên luôn động viên tôi đi dạy cho để tôi thấy thích lắm bác ạ, dạy được là thích rồi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 100% trường học trên địa bàn tổ chức giảng dạy quan họ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng hình thành hơn 1.500 câu lạc bộ quan họ trường học. Đây là nền tảng vững chắc để bảo tồn quan họ có hệ thống. Bên cạnh hoạt động giảng dạy trong nhà trường, các phòng giáo dục đã tổ chức các chương trình ngoại khóa, liên hoan văn hóa nghệ thuật giữa các câu lạc bộ, tạo cơ hội cho học sinh gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân Liên Anh, Liên Chị ở làng quan họ gốc. Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh, văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì chúng tôi tiếp tục là phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉnh sửa bộ tài liệu dạy hát dân ca quan họ trong trường học và tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy hát dân ca quan họ trong trường học để nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời là chỉ đạo các đơn vị là tiếp tục dạy hát dân ca quan họ trong trường học và theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời là chúng tôi cũng tiếp tục đề nghị tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các đơn vị để văn hóa phi vật thể của nhân loại tiếp tục được bảo tồn và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đưa di sản văn hóa dân ca quan họ Bắc Ninh vào giảng dạy trong trường học là một giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh trong quá trình gìn giữ, bảo tồn một cách khoa học để di sản dân ca quan họ Bắc Ninh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, có sức sống bền vững. Thời gian qua, việc khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền ở các bệnh viện trong tỉnh Nam Định đã được tăng cường, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở điều trị. Tuy nhiên, chất lượng công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn nhiều hạn chế. Để tăng cường năng lực khám chữa bệnh y học cổ truyền tại các bệnh viện, thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời phát triển các khoa tổ y học cổ truyền trong các bệnh viện, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong tất cả các khâu khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Các bệnh viện đã chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó Bệnh viện thành phố Nam Định và các bệnh viện các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên, Vũ Bản phấn đấu đến năm 2020, 100% các bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền với chỉ tiêu tuyến tỉnh đạt tỷ lệ 15%, tuyến huyện đạt tỷ lệ 20% khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Hiện nay, tình trạng nhiều bà con nông dân còn lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách bừa bãi, không đúng quy trình đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ghi nhận tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Người phun thuốc trừ sâu, không thực hiện bảo hộ, không đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc và phun thuốc. Bên cạnh đó, người dân còn vô tư vứt vỏ thuốc ngay trên các mương nước, đường đi, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của chính bản thân. Nếu không được thu gom xử lý, vỏ thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư lâu năm, được vùi xuống lòng đất, gây ra những tác động xấu đối với môi trường đất, nước và làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Tình trạng vi phạm lấn chiếm các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn là vấn đề mà xã hội quan tâm. Nguyên nhân là do trước đây các xã đã bán cho thuê đất dịch vụ từ nhiều năm. Các hộ dân đã tự lấn chiếm gây ảnh hưởng đến an toàn cho các công trình, sông ngòi, kênh mương, khó khăn cho công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý công trình. Trên hệ thống các sông trục mương máng thủy lợi do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang quản lý có gần 800 trường hợp, trong đó có trên 600 trường hợp làm nhà ở, 122 trường hợp làm công trình phụ lều quán. Các hộ tự ý ra xây dựng công trình trên hành lang thủy lợi ở các xã Đại Hưng, Thuần Hưng, Phùng Hưng, Liên Khê, An Vĩ, Đại Tập. Kênh mương bị lấn chiếm làm dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu. Cùng với đó, người dân thiếu ý thức vứt rác thải dưới lòng kênh, trong khi đơn vị quản lý gặp khó khăn trong công tác nạo vét do vướng các công trình xây dựng trái phép.
Điều đáng nói là những trường hợp vi phạm đều được xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang lập biên bản, đề nghị chính quyền địa phương xử lý, ngăn chặn. Song hiệu quả không cao, thậm chí có những trường hợp lập biên bản nhiều lần vẫn tái diễn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.